Đấy, và khi mà đổi mới sản phẩm thì sẽ có nhân viên mang đèn đến tận nhà để đổi mới cho anh chị. Đây là những cái chính sách mà em nghĩ rằng là trên thị trường hiện nay là không có một đơn vị nào có được cái chính sách bảo hành tốt như vậy. Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Thì mùa hè lại đến và cái nhu cầu sử dụng về điện thì lại tăng cao. Chính vì vậy thì có những nơi người ta sẽ cắt điện luân phiên. Đấy, tình trạng mà khi mà cắt điện thì vào buổi tối anh chị không thể sinh hoạt hoặc là không thể làm gì được trong bóng tối. Vậy thì có rất là nhiều anh chị đang muốn tìm mua một chiếc đèn năng lượng mặt trời lắp đặt ở trong nhà như là phòng khách, phòng bếp để lấy ánh sáng. Và cái điều đặc biệt là bộ đèn năng lượng mặt trời thì nó có thể giúp cho anh chị là bật đèn năng lượng mặt trời thì không tốn tiền điện, nó có thể cắt giảm bớt cái chi phí tiền điện sinh hoạt của anh chị vào mỗi tháng. Thì ngày hôm nay công ty đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật xin giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị hai mẫu đèn năng lượng mặt trời mà có thể nói là được rất rất nhiều người mua và sau đó phản hồi lại với bên công ty em là rất hài lòng về về cái độ sáng của đèn cũng như là thời gian chiếu sáng. Đấy, thì đây là bộ đèn năng lượng mặt trời có tên gọi là đèn ốp trần mang thương hiệu của công ty Việt Nhật Solar. Mẫu này là mẫu 400W và mẫu 300W. Vậy thì mẫu 300W thì lắp đặt ở trong những cái căn phòng diện tích như thế nào? Còn mẫu 400W thì lắp đặt ở trong những cái căn phòng diện tích như thế nào? Thông số kỹ thuật của đèn ra làm sao? Và trong video này thì em sẽ báo giá trực tiếp công khai cho anh chị để cho anh chị có thể nắm rõ được là mình bỏ ra số tiền bao nhiêu thì sẽ nhận được một sản phẩm như thế nào. Xin mời toàn thể quý anh chị bắt đầu video. Khi mà anh chị đặt hàng của bên công ty Việt Nhật Solar thì điều đầu tiên anh chị hãy nhìn vào quy cách đóng hàng của một công ty bán hàng chất lượng. Thì tất cả những cái dòng sản phẩm này của bên em đều đóng, ví dụ như là một bộ đèn ốp trần 400 thì sẽ được đóng vào nguyên một hộp, còn một bộ đèn ốp trần 300 thì cũng được đóng vào hộp riêng, nó không phải là đèn và tấm pin đóng rời nhau anh chị nhé. Và bên trong thì được làm bằng những cái khuôn xốp rất là dày để khi mà nhận hàng thì cái sản phẩm này trong quá trình di chuyển ship hàng đến tận nhà cho anh chị nó không gặp bất kỳ một cái sự cố va đập gì. Thì cái điều đầu tiên khi mà anh chị nhìn thấy ở trên hộp đèn sẽ có logo thương hiệu độc quyền anh chị nhé, và đằng sau lưng của em đây á, là logo thương hiệu độc quyền đã được đăng ký chứng nhận bởi Cục Sở hữu trí tuệ rồi, nên là không có bất kỳ một đơn vị nào, một ai dám lấy cái logo thương hiệu này để in lên trên đèn. Đấy, thì để có thể mua được đèn chính hãng thì anh chị hãy nhìn vào logo thương hiệu anh chị nhé. Để khi mà mình muốn bảo hành thì mình gọi điện về trung tâm thì người ta nhìn vào cái logo là người ta biết được đây là đèn chính hãng của bên công ty. Đấy, thì khi mà anh chị mua hàng ấy, bên trong hộp đèn sẽ bao gồm là một thân đèn, một tấm pin năng lượng mặt trời, điều khiển ốc vít dùng để lắp đặt đèn, thanh giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời. Còn về thời gian bảo hành thì hai bộ đèn năng lượng mặt trời này bên em bảo hành với thời gian là 3 năm anh chị nhé. Bảo hành 3 năm, còn về tấm pin năng lượng mặt trời thì bên em bảo hành trong vòng thời gian là 5 năm, rất là lâu. Và em cam kết là ở trên thị trường rất là ít đơn vị người ta dám bảo hành với một thời gian dài như vậy. Còn hiện nay một số đơn vị người ta thường nói là bảo hành lâu thì chứng tỏ chỉ mang tính chất là quảng cáo sản phẩm, nhưng cái này không phải đâu anh chị nhé. Về chất lượng sản phẩm thì bên em đã test thử, đã được những kỹ sư về điện người ta test rất là kỹ rồi, về chất lượng, về độ bền của pin, về độ bền của tấm pin năng lượng mặt trời thì mới dám đưa ra cái việc bảo hành như vậy anh chị ạ. Đấy, đây là phiếu bảo hành của bên công ty em. Thì khi nhận được sản phẩm thì anh chị hãy nhìn về cái phiếu bảo hành này anh chị nhé. Sẽ có logo thương hiệu của bên công ty, có địa chỉ công ty này, có địa chỉ của trung tâm bảo hành và có nội dung bảo hành và có thông tin của khách hàng đầy đủ hết anh chị ạ. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi vào và phân tích chi tiết về hai bộ đèn này. Thì đầu tiên đó là bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400W. Thì bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400W này em báo giá công khai luôn. Đấy, thì riêng trong thời điểm này là thời điểm tháng 8 của năm 2024. Nếu mà anh chị nào xem được video này thì có thể đặt mua sản phẩm ốp trần 400W với mức giá cực kỳ ưu đãi, đó là 1.100.000. Và cái giá 1.100.000 này này bên em đã miễn phí ship vận chuyển rồi anh chị nhé. Khi nhận hàng thì anh chị sẽ được test hàng và kiểm tra hàng, kiểm tra về thông số kỹ thuật trước khi mình thanh toán. Thì bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần này thì cũng bao gồm là thân đèn này, tấm pin và điều khiển ốc vít cũng như là thanh giá đỡ. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ về thông số của đèn trước. Thì đầu tiên đó là về phần thân đèn, thì bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần này anh chị lên lắp ở trong những cái căn phòng có diện tích tầm khoảng 50 đến 70 mét vuông anh chị nhé. Đấy, những căn phòng nào mà diện tích rộng một chút như là phòng khách này, hoặc là anh chị có những cái căn nhà xưởng tầm khoảng dưới 100 mét vuông thì mình có thể lắp bộ đèn ốp trần này, ốp trần 400W. Thì về đường kính của chiếc đèn này nó sẽ có cái đường kính là 37 cm anh chị nhé. Đường kính của đèn là 37 cm. Thì bây giờ em sẽ đo cho anh chị cùng xem.
về phần đường kính của đèn. Đây, anh chị nhìn giúp em này, đường kính của đèn ở đây hiện tại đang là 37 cm này. Đây, anh chị nhìn giúp em này, 37 cm, và có logo thương hiệu của bên công ty Việt Nhật Solar, và có cái thông số đèn ở đây là 400W anh chị nhé. Đèn năng lượng mặt trời 400W thì thoạt nhìn qua thì anh chị nhìn thấy mẫu mã của nó rất là đẹp này. Hình là hình tròn, và bên đường viền của đèn sẽ được tỉa dập khối cánh hoa này, nó rất là đẹp. Và cái việc lắp đặt thì là mình ốp trực tiếp chiếc đèn này lên trên trần nhà mình, ốp trực tiếp lên giữa căn phòng, thì cái đèn năng lượng mặt trời ốp trần này nó không có góc chết. Đấy, nên là ánh sáng của nó sẽ tỏa ra xung quanh và hoàn toàn là không hề gây chói mắt anh chị nhá. Sử dụng rất là thích, nó giống y hệt như là ánh sáng của đèn điện lưới. Đấy, rất là nhiều anh chị lắp đặt rồi, thì anh chị nào mà mua hàng của bên công ty em rồi có thể để lại những cái lời nhận xét ở bên dưới phần bình luận anh chị nhá. Đấy, thì trên mặt đèn này sẽ được sử dụng một cái tấm chóa đèn này. Tấm chóa đèn này là tấm chóa đèn được cắt hình kim cương. Đây, đây là tấm chóa đèn được cắt hình kim cương, và nó có hình dạng hạt kim cương này. Khi mà anh chị bật sáng lên thì nó rất là đẹp anh chị nhé, nó rất là đẹp. Đây, đây là phần hệ thống chóa đèn. Đấy, thì bên trong của phần của hệ thống chóa đèn này sẽ bao gồm là hệ thống của mạch LED này. Anh chị quan sát giúp em nhé, thì em sẽ chỉ ra cho anh chị rất là rõ ràng và rất là công khai. Thì bộ đèn này được lắp đặt là 238 chip LED này, và dòng LED sử dụng ở đây là LED 5730 anh chị nhé, LED 5730, và nó được chia làm các vòng tròn này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 vòng tròn, bao gồm là 238 chip LED. Thì cái đèn này á, nó có một cái điều đặc biệt, đó là anh chị có thể chuyển đổi màu ánh sáng theo ý thích của mình. Ví dụ như là anh chị quan sát cho em những cái LED màu xanh này này, nó sẽ cho ra cái ánh sáng là màu trắng anh chị nhé, còn LED màu vàng thì nó sẽ cho ra ánh sáng là màu vàng. Đấy, mà khi mà anh chị bật chế độ trung tính thì tất cả các chip LED này nó sẽ phát sáng lên và nó cho ra một cái màu sắc ánh sáng cực kỳ đẹp và nhẹ nhàng cho mắt của mình. Đấy, nên là không bị chói mắt anh chị nhé. 238 chip LED này lắp lên nó rất là đẹp. Đấy, anh chị quan sát giúp em này, đây là bao gồm là những con mạch này, những mối hàn. Thì bên dưới của chiếc đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400W này sẽ là một hệ thống pin lưu trữ. Thì đối với đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400 thì bên nhà em lắp đặt là 6 viên pin anh chị nhé, 6 viên pin, và loại pin sử dụng ở đây là pin 32700 với dung lượng là 6000 mAh một quả. Thì tổng lưu trữ nó sẽ là 36000 mAh. Đấy, thì em cam kết với anh chị là với bộ dung lượng này và hoạt động cho 238 chip LED, em cam kết là sáng được trên 12 tiếng, từ 12 cho đến 15 tiếng anh chị nhé. Tiếp theo là sang đến tấm pin năng lượng mặt trời. Thì để có thể đáp ứng được cho cái nhu cầu sạc cho bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400, đấy, thì bên em đã trang bị cho bộ đèn ốp trần 400W này một tấm pin năng lượng mặt trời loại tấm pin mono với cái hiệu năng sạc rất là nhanh. Đây, anh chị quan sát giúp em này. Về phần màu sắc thì đây là một tấm pin năng lượng mặt trời màu đen anh chị nhé, màu đen, có tên gọi là tấm pin loại mono với cái hiệu năng sạc là tốt hơn tấm pin poly rất là nhiều. Em đo luôn cho anh chị cùng xem. Bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400W sẽ trang bị tấm pin năng lượng mặt trời với kích thước bề ngang là 35 cm anh chị nhé. Còn về phần chiều dọc này, về phần chiều dọc của tấm pin này sẽ là 70 cm này. Đấy, 35 x 70 anh chị nhá. Đấy, nên là khi nhận hàng anh chị có thể kiểm tra. Đấy, tiếp theo là em sẽ chia sẻ những cái vị trí lắp đặt. Thì anh chị có thể lắp đặt đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400W này ở trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, sân phơi, sân thượng. Đấy, những cái vị trí này mình lên lắp đặt một bộ đèn năng lượng mặt trời 400 để cho ánh sáng nó tốt nhất cho mình có thể sinh hoạt, có thể lấu lướng, có thể đọc báo hoặc xem tivi dưới ánh sáng của đèn một cách rất bình thường anh chị nhá. Đấy, đó là về phần đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400 với có giá bán là 1.100.000. Thì tiếp theo em xin chia sẻ về bộ đèn năng lượng mặt trời có tên gọi là đèn ốp trần công suất là 300W. Về mẫu mã bên ngoài thì cũng không khác gì so với đèn ốp trần 400. Thì đèn ốp trần năng lượng mặt trời mẫu 300W này cũng được làm tỉa cánh hoa này, đèn hình tròn, cũng là lớp chóa đèn được cắt những hạt kim cương rất là đẹp, cũng bao gồm là 238 chip LED. Đèn năng lượng mặt trời ốp trần 300W này thì sẽ được trang bị là 5 cell pin anh chị nhé, 5 cell pin với tổng dung lượng là 30.000 mAh. Thì em cam kết với anh chị là thời gian chiếu sáng của đèn là được 12 tiếng một đêm, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Còn về vị trí lắp đặt của đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400 thì anh chị có thể lắp đặt như là những căn phòng bếp, hoặc là sảnh ban công, hoặc là các bãi để xe khu vực trước nhà, rất là nhiều vị trí, dao động từ khoảng tầm 15m² cho đến 40m². Thì mình lên lắp đặt đèn năng lượng mặt trời ốp trần là 400W anh chị nhé, 300W. Đấy, mình nên lắp đặt bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần là 300W. Đấy, thì đi kèm theo bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 300W này thì cũng bao gồm là điều khiển ốc vít này,
và có thêm đó là tấm pin năng lượng mặt trời, được trang bị tấm pin năng lượng mặt trời mono với kích thước là 60 x 35 anh chị nhá, 60 x 35 thì nó sẽ nhỏ hơn so với đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400, bởi vì là bên trong đèn 300W ấy thì lắp đặt là 5 cell pin thì kích thước của tấm pin nó cũng nhỏ hơn. Đấy, nhưng về phần hiệu năng nạp thì anh chị yên tâm là chỉ từ 4 cho đến 5 tiếng đồng hồ thì đèn sẽ được sạc đầy pin và chiếu sáng qua đêm cho anh chị. Đấy, đây là toàn bộ thông số kỹ thuật của bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 300W và bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400W. Còn về giá bán của bộ đèn ốp trần năng lượng mặt trời 300W này thì bên em xin công khai luôn, đó là giá là hiện tại trong tháng 8 này bên em bán giá 1 triệu đồng một bộ anh chị nhé. Rất là rẻ thôi. Anh chị đầu tư một lần nhưng mà mình được dùng lâu dài và được bảo hành với thời gian là 3 năm anh chị nhé. Rất là dài. Đã được bảo hành với thời gian là 3 năm. Và trong khi mà anh chị quá trình sử dụng anh chị mua cho đến 2 tháng đầu tiên thì mình sẽ có quyền là đổi mới sản phẩm nếu phát hiện đèn có lỗi nhỏ nhất. Ví dụ như là đèn năng lượng mặt trời không nạp pin này, mặc dù là trời nắng tốt nhưng mà đèn chỉ chiếu sáng được 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Đấy, hoặc là cháy chip led thì những cái này là bên em sẽ tiến hành là đổi mới sản phẩm luôn chứ không cần phải đợi sửa chữa. Đấy, và khi mà đổi mới sản phẩm thì sẽ có nhân viên mang đèn đến tận nhà để đổi mới cho anh chị. Đây là những cái chính sách mà em nghĩ rằng là trên thị trường hiện nay là không có một đơn vị nào có được cái chính sách bảo hành tốt như vậy. Đấy, nên là khi mà anh chị cân đối để mình mua một bộ đèn năng lượng mặt trời đến từ một công ty uy tín thì hãy lựa chọn đúng đơn vị để mình có được một cái chính sách bảo hành tốt nhất anh chị nhá. Đấy, thì để cho anh chị có thể tin tưởng hơn đặt mua sản phẩm đèn năng lượng mặt trời ốp trần của bên thương hiệu Việt Nhật. Đấy, thì bây giờ em sẽ cho em mở ra cho anh chị cùng xem nhé. Đầu tiên em sẽ mở hai lớp chóa đèn này. Đây là hai bộ phận chóa đèn của đèn ốp trần. Thì anh chị quan sát giúp em nhé. Đây là bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần có công suất là 300W này. Đấy, đây là đèn ốp trần có công suất là 300W thương hiệu Việt Nhật Solar nhé. Đấy, thì bên trong đèn thì sẽ bao gồm là 5 cell pin. Anh chị đếm giúp em này. Đây, anh chị nhìn thấy mỗi một cái điểm tròn tròn này là một cell pin nhé. 1, 2, 3, 4, 5 cell pin nhé. 5 cell pin và pin này là pin 32700, dung lượng là 6000 mAh, 56 là 30, 30000 mAh anh chị nhé. Đấy, đúng như đã cam kết này. Tiếp theo là sang đến bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400. Đây anh chị quan sát giúp em này. Đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400W này, thương hiệu Việt Nhật này. Đấy, bây giờ em đã mở sẵn ra rồi. Anh chị quan sát giúp em này. Bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400W bao gồm là 6 cell pin này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cell anh chị nhé. Đấy, hai bộ này thì cách nhau là 1 cell pin và kích thước tấm pin năng lượng mặt trời là cũng khác nhau. Đấy, thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của anh chị cũng như là tài chính để mình lựa chọn được một bộ đèn năng lượng mặt trời ưng ý với cái ý của mình anh chị nhé. Ốp trần 300W và ốp trần 400W, một bên là 5 cell và một bên là 6 cell anh chị nhé. Đấy, thì như em vừa mới chia sẻ thì bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần này này nó sẽ có 3 chế độ màu. Thì anh chị quan sát giúp em nhé. Đây là chiếc điều khiển năng lượng mặt trời từ xa. Thì mình có thể bật tắt theo ý muốn của mình. Ví dụ như trong trường hợp mà mình muốn bật lúc nào thì mình bật. Thì mình có thể bấm lên này. Đấy, đèn nó sẽ bật lên cho anh chị này. Đấy, đèn rất sáng anh chị nhé. Đây là chế độ sáng trắng của đèn này. Đấy, đây là chế độ sáng trắng. Bây giờ em sẽ chuyển đổi này. Đấy, đây là chế độ sáng vàng của đèn. Anh chị nhé. Đây là chế độ sáng vàng của đèn. Và đây là chế độ màu trung tính. Tức là đèn sẽ bật hết toàn bộ chip LED lên cho anh chị. Đấy, nên là hoặc là anh chị muốn tắt thì mình sẽ dùng điều khiển mình tắt đi. Ví dụ như mình sử dụng từ 6 giờ tối cho đến 10 giờ đêm mình tắt đi thì cái phần pin lưu trữ nó sẽ hoạt động trong ngày hôm sau, nên là anh chị đừng lo lắng về cái phần là pin để lại bên trong nó có tốt hay không anh chị nhé. Đấy, thì vừa rồi em đã báo giá công khai bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 300W và 400W, thì em sẽ nói lại một lần nữa để cho anh chị cùng nắm bắt được. Thì giá của bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 300W vào thời điểm tháng 8 của năm 2024 đấy, thì anh chị nào mà đặt mua thì sẽ được mua với mức giá là 1 triệu đồng một bộ. Còn bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần 400W thì sẽ có giá bán hiện tại ở đây là 1.100.000. Và hai bộ đèn này cái giá em công khai ở đây là giá miễn phí ship vận chuyển. Đấy, anh chị nào mà mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp số hotline đang chạy trên màn hình. Bên nhà em sẽ có đội ngũ tư vấn cho anh chị, gửi hàng về tận nhà cho anh chị. Đấy, và nhân dịp anh chị mà xem được video này có thể bấm đăng ký kênh và thường xuyên theo dõi nhiều hơn những cái video sản phẩm đến từ thương hiệu đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật. Và điều đặc biệt ở đây á, là nếu mà anh chị gọi điện và đặt hàng mua 3 bộ đèn năng lượng mặt trời của bên nhà em nhé, anh chị mua 3 bộ đèn năng lượng mặt trời đấy thì bên nhà em sẽ có thêm một cái phần quà, đó là chiếc đèn năng lượng mặt trời xách tay có trị giá là 690.000 đồng để gửi tặng đến cho anh chị. Bộ đèn này nó sẽ có nhiều tính năng
như là bật chế độ chuyển đổi màu ánh sáng, ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng, và nó rất là tiện lợi là mình có thể cầm đi cơ động. Ví dụ như mình đi làm buổi tối này, hoặc là mình lên lương lên dãy này, hoặc là mình để trong xe ô tô, mình đi bán hàng vào buổi tối thì nó cũng rất là tiện. Ban ngày thì mình sạc điện, còn buổi tối thì mình sử dụng, và đặc biệt nó có thể sạc được điện thoại. Đây là một cái chương trình tri ân rất là tốt đến từ thương hiệu đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật. Anh chị nào mà là thợ, là đại lý, nhà phân phối thì liên hệ trực tiếp đến bên em, nhập số lượng lớn sẽ có một mức giá vô cùng ưu đãi và rẻ anh chị nhé. Thì sau đây em sẽ mời toàn thể quý anh chị cùng xem độ sáng của đèn năng lượng mặt trời ốp trần khi treo ở trong nhà thì nó sẽ sáng tốt như thế nào anh chị nhé. Thì đây chính là ánh sáng thực tế của đèn. Thì bây giờ em sẽ tắt đèn đi để cho anh chị cùng kiểm chứng là nếu như mà có trường hợp là mất điện này, hoặc là cắt điện luân phiên mà không có ánh sáng thì ở đây nó tối như nào anh chị nhé. Bây giờ em sẽ tắt đèn đi này. Đấy, anh chị có thể để ý là sau khi mà em tắt đèn đi ấy, thì độ sáng ở đây là không có, hoàn toàn là không nhìn thấy gì anh chị nhé. Đấy, thì nếu như mà mất điện ấy, thì mọi người sẽ không làm được việc gì cả. Đấy, thì bây giờ em sẽ bật đèn lên để cho anh chị cùng kiểm tra độ sáng thực tế của đèn này. Em sẽ bật lên này. Đấy, anh chị có thể để ý là khi mà bật đèn lên nhé, anh chị có thể để ý là độ sáng của đèn ốp trần khi mà lắp đặt ở giữa căn phòng khách này nó sẽ tỏa đều xung quanh với diện tích ở đây là 6-70 m² là thoải mái anh chị ạ, và hoàn toàn là không hề chói mắt. Ví dụ như nhà anh chị mà có trẻ nhỏ này hoặc là người già sẽ không ảnh hưởng gì đến mắt. Mọi người có thể là đọc báo, đọc sách, xem tivi hoặc là sinh hoạt như bình thường anh chị nhé.